Giới thiệu các bạn nha, ốc móng tay nhìn chất lượng các bạn, mua ở Vinmart 80.000 một ký, mua chừng này hơn một ký mấy. Bà xã bà mới rửa, lúc mà nhận về nó còn tươi sống luôn, nhúc nhích nha, rửa xong mà nó không biết nó còn sống không nữa, nhưng mà ăn trong ngày thôi mà. Bây giờ chuẩn bị làm muốn ốc móng tay xào rau muống để tối cuối tuần lai rai. Các bạn theo dõi video nhà mình nha. Rồi xong rồi các bạn ơi, mình giới thiệu nè, đó ốc móng tay xào rau muống. Đây mình ăn cơm luôn là thịt luộc với lại mắm thái nha các bạn. Đây là gọi xay keo với lại khô bò. Đây bữa cơm của gia đình mình đây. Rồi mình trò chuyện ha. Rồi chào các bạn nha. Dùng bữa với lon ruby, giá rẻ nhưng mà uống vị nó cũng dễ chịu các bạn. Mời các bạn. Chà, coi nè. Đó. Đâu cần phải ra quán đâu các bạn. Đặt đồ vô. Hay là gọi xoài xoài keo, khô bò. Ăn cơm thì ăn với mắm thái nha các bạn. Cơm thịt luộc mắm thái. Bé nhà mình thích rất thích ăn mắm thái. Làm cơm cho nó ăn đó, xong rồi quay phim chụp hình đưa lên cho trên Facebook cái mấy người á. Ủa bé mà ăn được nè. Mâm thái nó cái vị nó hơi bị thùng thụm đúng không? Rồi cay nữa nhưng mà nó rất vẫn chịu ăn. Rồi mình thử cho nha. Chứ mình giới thiệu nha, cái này mình mua bà xã đặt mua ở Vinmart 80.000 ký. Được các bạn, tươi mà xài cũng chất lượng hơn các bạn ha. Ngon. Vinmart á, mình bà xã mình có cái hội trong group của Zalo á, đi chợ người ta có mấy bé nó nhiệt tình lắm, đi báo cái thực phẩm mà đi lựa đồ cho mình. Mấy bé đó hàng không giới thiệu nó rõ hiện trạng luôn á, có nên lấy hay không, chứ không phải là một số chỗ có món nhưng mà nhiều khi nó không có tươi, không có ngon, rồi bị lỗi gì á mà cũng đưa vô. Bà xã mình bị mấy vố rồi mà ở chỗ cửa hàng của thương hiệu khác, mình cũng không muốn nói ở đây. Ngay á, công ty mình cũng có một tin buồn là anh bảo vệ công ty cũng làm cũng lâu lắm, cũng gần chục năm á, phải hơn chục năm rồi chứ, hơn chục năm, mười mấy năm. Tại vì mình với bà xã quen nhau từ 2009 mà là hai công ty kế nhau á, mà ảnh đã làm rồi, tại vì cũng biết, bà xã cũng biết mà. Thì hôm nay mới mất vì Covid. Nói chung là cũng bị tổn thương phổi, nhô viện được 3 ngày là bị bệnh nền á, ngoài 50 rồi. Nên cũng hơi buồn. Cũng thấy nhân sự nhánh á, tại làm online hết rồi, đâu có online ở nhà hết, đâu biết đâu. Thì nhân sự nhánh rồi mọi người các phòng ban này gửi tiền phúng điếu chứ cũng không có sắp xếp tới được, cử đại diện tới thôi. Mình chưa hỏi rõ hỏi đó cụ thể là có tiêm hay chưa, tại vì những hai mấy lần đợt tiêm mà công ty thì không thấy ảnh, thì bây giờ mình mới thắc mắc là quên mất tại sao bữa mấy giờ, thì nghe nói là ảnh chưa tiêm vì một lý do gì đó, mình chưa hỏi cụ thể. Nói chung cũng buồn mà mười mấy năm gắn bó với công ty mình, công ty mình đi làm của công ty đó chứ không phải công ty của mình nha. Nói chung mà từ hồi mình còn làm chung cái hội sở ở đó, nhưng mà vì sao sau mấy năm nay sau này mình tách ra một cái chi nhánh riêng, mình thì ít gặp ảnh, nhưng nghe cũng hơi buồn các bạn. Nói chung là tỷ lệ nhiễm với lại tử vong thì giảm rồi, nhưng mà cũng vẫn còn nguy hiểm lắm các bạn ha. Thái cũng đâu có đi chợ được đâu, không có mua đồ tươi, mua đồ mới đâu, mà mấy số này đẩy được nên mua trong hũ. Mua hũ thì sẵn có các bạn. Anh này khui ra ăn xong rồi bỏ tủ lạnh. Chứ còn nếu bình thường á mà ăn thì mình sẽ mua mua
mua ăn lần lần ăn ít thì mua theo lạng chẳng hạn. Thâu cho nhỏ bớt vô. À. Chưa lần cái miếng gỏi nữa. Đâu bả kiếm được cái sợi keo bả làm khỏi của bò. Mọi ngon mà không có bạn hiền, không có chiến hữu gì hết. Nay mình cũng đi chợ, đi giờ giá đi mua hơi tấp nập lắm rồi. Đi mua hỏi một số chỗ đó kêu là lúc mà mới mở ra như mấy cửa hàng điện nước á, được bán lại người ta tới mua như ngày khai trương á, sau giờ cũng lai rai rồi. Còn cửa hàng ăn uống thì tất nhiên là chưa được làm tại chỗ rồi, nhưng mà nghe đâu thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị thí điểm á, cho phép ăn uống tại chỗ lại, không biết tới khi nào là áp dụng. Mà đọc tin mắc cười quá anh ha, sau 15 ngày thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức bình thường mới á, phạt được biết bao nhiêu tiền. Trời ơi, mình cũng bỏ tay luôn, không biết. Ôi trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Nè, thôi không có chơi vậy, cái rổ nó chui vô nó nằm á. Gia đình mình hay đi đi ăn ốc cũng hay gọi mấy cái món này lắm, ví dụ như ốc giác xào rau muống hay là ốc móng tay xào rau muống, nói chung là xào rau muống kiếm phải có một cái món gì đó, không ốc giác thì ốc móng tay hay là nếu không có mấy món này thì tùy, còn ốc nào mà xào được thì cho xào luôn. Châu cho nhỏ hay không? Ngồi dậy ăn cơm con. Ăn cơm con. Châu ơi, ăn cơm. Rồi, mời các bạn ha. Hôm nay mình cũng chia sẻ câu chuyện của công ty mình thôi. Với lại là bữa ăn cuối tuần của mình. Ở món ốc giác, gỏi khô bò và mắm thái và thịt luộc và bữa cơm cũng hơi chất lượng ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.